Tuyền xin thân mến, chào toàn thể quý vị. Clip này rất là dài, hơn 1 tiếng, vì Tuyền quay hết cái chặng đường từ Hà Lan đến Malaysia, rồi Tuyền dừng chân ở đó. Vì vậy mà clip dài, Tuyền xin quý vị xem ủng hộ Tuyền xem hết clip nhé. Trong clip có rất là nhiều điều thú vị, Tuyền xin mời mời quý vị xem clip. Cũng cái Tết này là cái Tết thứ 18 mình về ăn Tết với gia đình. Hiện tại Tuyền và cháu Linh đang ở trên xe lửa để mà đi lên phi trường quý vị. Sau 18 cái Tết này thì nấu một mức sống. Gia đình nhỏ của Tuyền cũng vừa mới về Việt Nam vào tháng 8, trở lại đây vào tháng 9. Nhưng mà năm nay là cái Tết thứ 18, thì cái hè đó mình nhớ gia đình cái kiểu khác, còn cái Tết đó mình nhớ gia đình kiểu khác quý vị. Vì vậy mà cháu Liên nhân viên nói là 18 cái Tết này mà Tuyền cũng rất là muốn về ăn Tết một lần. Ngày xưa khi mà cháu Liên còn đi học á, mình cứ nói là thôi đợi cháu Liên học xong đi, mình sẽ đi về Tết. Thì thật sự ra là cháu Liên năm nay đã học xong rồi. Vì vậy mà Tuyền nghĩ là mình sẽ về ăn Tết. Sẽ về ăn Tết quý vị. Nhưng mà lần này đi á, đầu tiên á, cái dự định đầu tiên là Tuyền định đi một mình. Vì anh Viện có công việc làm. Còn cháu Linh cũng có công việc làm, nhưng mà cháu Linh tạm xin nghỉ được. Thì cháu Linh nó hay làm mẹ đi về một mình đi. Rồi vậy vui Tết với ông bà ngoại. Tại 18 cái Tết này mẹ chưa có ăn Tết với ông bà ngoại, với gia đình. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, tại vì cứ lưỡng lự hoài quý vị, không biết là đi hay không đi, đi hay không đi. Đi về thì vui với gia đình, với cha mẹ, với anh em. Nhưng ở lại đây á, thì anh Viện với cháu Linh ở đây thì Tuyền cũng rất là nhớ luôn. Tại từ xưa giờ gia đình của Tuyền đi đâu á, là ba người là đi chung với nhau. Từ hồi xưa giờ phim nào cũng vậy. Nhưng mà anh Viện nói là đi nguyên gia đình á, thì mới đi Tết rồi, không có đi nguyên gia đình được. Vì vậy là Tuyền nói với cháu Linh á, hay là Linh với mẹ đi. Anh Viện nói hay là con với mẹ đi đi, ba ở lại để ba có công việc ở bên này. Thì cuối cùng là cháu Linh mới vừa bốc vé hồi sáng này đó quý vị. Tại vì hôm nay cứ lưỡng lự suốt à, đi hay không đi, đi hay không đi, cứ lưỡng lự hoài. Nhưng mà cuối cùng cháu Linh mới bốc vé hồi sáng này luôn đó quý vị. Là tối nay lúc 8 giờ rưỡi là Tuyền với bé Linh bắt đầu bay qua Mã Lai, qua Kuala Lumpur, ở đó chờ, sau đó rồi đi máy bay Vietnam Airlines về lại Việt Nam. Mà ngày hôm nay là ngày 6 Tây tháng 2 thì cũng vẫn kịp cho giờ giao thừa. Từ xưa đến giờ thì đi đâu mà đi bằng xe lửa đâu, thì Tuyền cảm thấy Tuyền thích nhiều hơn. Nhưng mà nói tiếng đi máy bay á, thì Tuyền rất là ngại. Và tại vì cái tâm lý thì từ xưa đến giờ là sợ độ cao rồi, không có thích lắm. Nhưng mà thôi thì mình cứ phó thác cầu xin Chúa gìn giữ che chở hai mẹ con, cũng như là gìn giữ toàn bộ những người mà về quê ăn Tết, về quê đoàn tụ với gia đình, có những chuyến bay rất là an toàn, rất là bình an. Thì điều đó là điều mà Tuyền luôn luôn cầu nguyện. Nhớ ba Viện nhiều lắm, ba Viện ở lại đây nhớ ba Viện nhiều lắm. Thì lần này hai mẹ con bốc vé đi là 2 tuần quý vị. Sau 18 năm mà gia đình của Tuyền là không hề hay biết một gì hết, hoàn toàn là Tuyền để bất ngờ trong cái đêm giao thừa cho ba mẹ. Thì Tuyền mời toàn thể quý vị cùng đồng hành với hai mẹ con của Tuyền cái chuyến đi ngày hôm nay quý vị nhé. Trong 20 ngày về ăn Tết cùng gia đình. Lo lắm, hiện tại giờ Tuyền rất là căng thẳng quý vị. Đồ á, Tuyền mua thêm kiện hàng nữa, thành ra là được 3 cái hành lý. Khi mà đặt vé đó, thì mình mua thêm kiện hàng. Mỗi một kiện hàng thì Tuyền mua 23 kg, mà có 100 euro à. Thì Tuyền đi xe lửa cho nó tiện, chứ anh Viện không có chở Tuyền với Berlin được. Thành ra là chiến xe lửa này là chiến xe lửa ghép tại phi trường luôn. Thì đến phi trường Tuyền với cháu Linh chỉ cần kéo hành lý lên thôi. Mà ngày hôm nay bên Hà Lan gió bão quá trời quý vị ơi. Mình sắp đi máy bay mà mình thấy gió bão, tự nhiên cái lòng Tuyền nó lo lắm luôn. Hiện tại Tuyền với bé Linh là hai mẹ con đã đến phi trường rồi. Thì ngồi xe lửa mất khoảng 40 phút thì mình đến thị trường, thì tiện lắm quý vị. Hồi nãy là xe lửa á, ghé ở dưới đây nè, rồi Tuyền với Berlin đi thang máy lên trên. Thì bây giờ là mình xem cái phật trek thì Tuyền với Berlin sẽ đi đến đó. Bây giờ mình kiếm chiếc xe đi Linh. Berlin đi lấy chiếc xe rồi.
thì Tuyền lấy chiếc xe, Tuyền sẽ cho hành lý lên. Thì hành trình ngày hôm nay Tuyền với cháu Linh đi là tổng cộng là hơn 30 tiếng quý vị. Tổng cộng là hơn 30 tiếng từ Hà Lan bay về bên Kuala Lumpur đó, bên Mã Lai á, thì chỉ có 12 tiếng thôi, nhưng mà Tuyền với cháu Linh sẽ chờ ở đó hơn 17 tiếng. Thì mời quý vị cùng đồng hành với hai mẹ con của Tuyền nha, chuyến đi ngày hôm nay. Thì xin mời mời toàn thể quý vị đi, mình phải coi trên màn hình của mình đi cái chỗ nào Linh. Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mẹ con đi vượt gần 10.000 km về Việt Nam thăm ông bà ngoại, thăm gia đình, ăn Tết với ông bà ngoại và gia đình sau 18 năm đó quý vị, 18 cái Tết lần đầu tiên. Ngày hôm nay hoàn toàn là Tuyền bất ngờ cho gia đình hết, ở nhà không hay biết gì hết. Để coi trên màn hình nè, đây là bay, mình phải coi cái chuyến bay là KLM bay lúc 8:30 tối. Tí nữa Tuyền và bé Linh đó, hai mẹ con sẽ đi hãng máy bay KLM này nè. Thì bây giờ Tuyền với cháu Linh đi đến để mà check in. Cháu Linh thì check in online rồi, nhưng mà giờ mình đến mình cân hành lý và mình bao những cái vali lại. Thì Tuyền với cháu Linh trình passport. Chắc lẽ Tuyền với cháu Linh đến sớm nên ra là thấy phía bên ngoài cũng không đông người lắm. Không biết ở phía bên trong đông hay không Tuyền không biết, nhưng mà ở đây thì Tuyền thấy có vẻ là chuyến bay đêm nó lại vắng. Tuyền thấy vắng lắm. Mùa này là mùa Tết của mình, nhưng mà thật sự mùa này thì tất cả mọi người dân Hà Lan họ đang là đi làm quý vị. Đó đây giờ cháu Linh là check in xong rồi mình Tuyền đem theo cái cuộn poly á, Tuyền quấn lại. Bây giờ vô đây là nó đưa vô trong cái đường băng. Bây giờ cửa hải quan nó đông lắm luôn quý vị, thành ra là họ phải mở thêm extra mà mình trình cái passport mà tự động á để mà mình vào trong. Thì bây giờ Tuyền với cháu Linh trình passport, cân hành lý cũng đã xong xuôi hết rồi. Bây giờ một cái hành trình 12 tiếng rưỡi để về Kuala Lumpur là về Malaysia đó. Sau đó thì Tuyền với cháu Linh sẽ nghỉ ở đó cũng khoảng gần nửa ngày á mới về lại dưới quê. Rồi bây giờ Tuyền mời quý vị cùng đi với hai mẹ con của Tuyền nhé. Bây giờ mình sẽ tìm cái gate để mà mình đi. Thì trong chuyến bay này mình trước tiên là mình gặp một người Việt Nam, một cái anh Việt Nam đi chung với chuyến bay với mình luôn, mà anh nó cũng là ở miền Tây. Đây là phía bên dưới, ở bên trong phi trường, nhưng mà phía tầng dưới anh ấy đi lên tới đó. Giờ Berlin sẽ xem. Sau khi cháu Linh mua một miếng bánh mì ăn á, thành ra là bây giờ Tuyền với cháu Linh đi đến cái E9. Ở đây là E2 này, phải đi đến E9. Tự nhiên hồi hộp, căng thẳng, vui, lo lắng, nó trộn đều với nhau, làm cho không đói. Từ sáng giờ là Tuyền chưa ăn gì luôn á. Nhưng mà giống như là mình mới vừa bóng vé được cách đây khoảng vài tiếng thôi. Vì vậy mà nó chưa có thấy đói. Hẹn gặp lại Amsterdam 2 tuần nữa, ngày 21 tháng 2. Hiện tại là mình đang ngồi ở đây là E9, là tí xíu nữa là mình sẽ đi đến đây và ra máy bay. Thì hiện tại máy bay đang đậu ở ngay trước mặt mình kìa, cao em. Chuyến bay này Tuyền thấy người châu Á mình ít, nhưng mà ở đằng kia kìa, có một cái E7 á, thì thấy là đông người châu Á lắm. Chuyến bay đó là người châu Á không à. Hiện tại tất cả mọi người đang vào trong máy bay. Thì chuyến bay này là 8:30 sẽ cất cánh. Lần này ngồi thì Tuyền với cháu Linh ngồi ở giữa, mà Tuyền cũng thích là ngồi ở giữa này.
Hai mẹ con ngồi trên ghế này, Linh thì ngồi, Tuyền thì nằm ngủ cũng một giấc nhỏ nhỏ ngay ngắn thôi. Bây giờ còn 2 tiếng nữa mới đi vào trong, mà chuyến bay là 8 giờ 55 phút sáng ở bên Malaysia là bắt đầu máy bay cất cánh. Về tới bên Việt Nam là 10 giờ. Bây giờ Tuyền với cháu Linh hai mẹ con đi một vòng nhỏ nhỏ ở đây để cho nó cái thời gian nó đi lẹ hơn. Rồi bây giờ mình đi vòng vòng một đoạn nữa, Tuyền qua bên kia Tuyền quay hình con rồng bên đó kìa. Họ trang trí con rồng bên kia kìa. Bây giờ hai mẹ con của Tuyền đi vào trong máy bay để mà máy bay bay qua Kuala Lumpur. Xin ơn trên chú mẹ thương gìn giữ chúng con bay thuận lộ bình an, mọi điều may mắn tốt đẹp đến với chúng con. Amen. Bên ngoài mưa cũng rất là nhiều. Hai mẹ con đã vô máy bay rồi, mình ngồi giữa. Hiện tại thì hai mẹ con của Tuyền đã vào trong máy bay rồi quý vị. Trời ở ngoài rất là lạnh nhưng mà còn mát, có Tuyền nó nóng này, giống như là mình vừa hồi hộp căng thẳng rồi vui buồn lẫn lộn nó trà trộn nhau á, thành ra là làm cho mặt mình rất là đỏ. Thì chuyến bay buổi tối hôm nay Tuyền thấy cũng rất là đông. 9 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Sáng mai sẽ đến Kuala Lumpur. Please pay attention to every detail. For your safety, make sure your carry-on luggage is stowed before taxi takeoff and landing. Bay tối á, thành ra là họ phát cho mình cái mền, cái gối. Và ban ngày cũng có nữa để dành cho mình có ngủ, mình ngủ á. Thì trong máy bay này tí xíu thì nghĩ chắc có lẽ mọi người cũng ngủ á. Bây giờ thì cũng chập chờn ngủ rồi. Bây giờ này tính ra là cũng 9 giờ 11 phút tối rồi đó. Tôi hy vọng là tôi ngủ được một giấc dài đến Kuala Lumpur luôn. Mà từ sáng giờ Tuyền chưa ăn một cái gì cho bụng cũng đứng. Bé Linh thì đang nôn nóng gặp ông bà ngoại, nhưng mà mai chưa gặp được, mốt mới gặp. Hiện tại thì máy bay vừa bay được khoảng 2 tiếng, thì nghĩ là khoảng 2 tiếng thì họ đến họ hỏi mình ăn. Mà thật sự ra ngày hôm nay rất là đói bụng luôn quý vị. Từ sáng giờ là Tuyền chưa ăn cái gì luôn, tại vì nó cứ căng thẳng rồi bồn chồn ngoài đó lo lắng nhiều cái lắm. Thành ra là bây giờ người ta mới hỏi mình ăn nè. Thì trong đây là mình thấy đồ ăn có một cái bánh mì nhỏ xíu, đây là có cái trái ô liu nè, có cái salad mà tiền ăn cơm với gà. Cơm với gà sa tế và Tuyền kêu một chai rượu, chú Liên cũng kêu chai rượu, chú Liên nói uống chai rượu đi nhẹ ngủ cho nó ngon. Bây giờ thì cứ chập chờn người chập mắt ngay cho không ngủ được. Tuyền mời quý vị ăn một buổi ăn nhỏ nhỏ ở trên chuyến bay kẹo em ngày hôm nay với hai mẹ con của Tuyền nhé. Chú Liên chúc chú Liên ăn ngon. Bay cũng hơn 10 tiếng này, cũng phải khoảng 10 tiếng hơn. Thì bây giờ họ cho ánh sáng, không biết là giờ này bên Mã Lai là mấy giờ, nhưng mà giờ này là mình họ cho mình ăn sáng rồi. Họ cho ăn sáng nè quý vị, cái này chắc là dưa ua nè, trái cây, sau đó mình uống nước cam. Bỏ vô cái bánh mì.
cháu Linh đó là bánh này bánh táo nha, táo nướng. Thì sáng chả ăn này không nổi, tiền để dành đây. Nhiều khi cái giờ mà mình chờ ở Malaysia thì mình có đói bụng mới mình ăn. Giờ tiền để lại để trang trái cây cũng như là vô ưa thôi, và uống nước cam thôi. Rồi mời quý vị ăn sáng trên chuyến bay KLM của tiền dưới đây cháu Linh nha quý vị. Có thể còn hơn một tiếng nữa thì tiền và cháu Linh cũng như tất cả mọi người đến Kuala Lumpur đó. Trên máy bay mọi người cũng thích hết rồi. Tiền với cháu Linh ngủ cũng rất là ngon. Hiện tại chuyến bay của tiền đã sắp sửa đến cái điểm đến này nè quý vị. Có một cái đường chỉ trắng này nè, là cái nơi mà mình bắt đầu mình xuất phát nè. Sợ nửa dòng trái đất luôn, gần 10.000 km, cái nơi mà tự nhiên cháu Linh xuất phát ở đây Amsterdam này, qua bao nhiêu nước. Đó là điểm đến thế này. Chỉ còn khoảng mười mấy phút nữa thôi thì phái đoàn đã đến Kuala Lumpur rồi. Over to taxi time and to the gate. Oh no, we expect to arrive at the gate 5 minutes before the scheduled arrival time. The weather... Đến phi trường Kuala Lumpur thì hai mẹ con của Tuyền sẽ nghỉ chân ở đây đến 17 tiếng. 17 tiếng sau, sáng ngày hôm sau mới bay về Việt Nam, là sáng ngày mai. Máy bay về Việt Nam hiện tại giờ ở bên Kuala Lumpur là 3:30 chiều. Tất cả mọi người đã lấy hành lý xong rồi, bây giờ đang chờ để đi ra ngoài. Giờ hai mẹ con đi ra ngoài đây. Nếu mà trời còn sớm thì chắc có lẽ Tuyền với cháu Linh cũng đi ra ngoài Malaysia mình vòng vòng mình xem chơi như thế. Bây giờ chờ đến 17 tiếng rồi, 17 tiếng 20 phút rồi. Để mà mình cháu Linh ấy, để mình tìm cách mình đi ra ngoài thử coi như thế nào. Bay mới nãy tiền ở dưới này nè, tiền đi ra đây thì đến đây tiền thấy là họ cũng trang trí Tết, khung cảnh Tết Việt Nam, Tết châu Á của mình nè quý vị. Đây là phi hành đoàn của hãng Qatar hoặc là Emirates. Đẹp quá. Xuống phi trường này bây giờ mình đi xe buýt, chắc mình đi lại khách từ đây luôn á. Wow, 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 nóng nha, nóng lắm luôn á. Chiếc máy bay mới nãy mà hai mẹ con Tuyền đi á là đang ở ngoài đó. Thì thấy một nhóm người lên để mà họ dọn dẹp lau chùi á. Bây giờ tất cả mọi người đã lên xe buýt rồi. Bây giờ cả nhà mình đã lên cái đường băng này để mà đi ra ngoài chỗ mà T1 hết luôn. T1 để mà mình chờ. Sau khi Tuyền với cháu Linh trình passport xong á, thủ tục rất là chờ lâu luôn quý vị, còn đông nhiều người lắm, tại vì chờ đến 17 tiếng 20 phút lận. Vì vậy mà Tuyền với cháu Linh quyết định là đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài vòng vòng ở ngoài bên ngoài chơi, rồi chiều chiều mình chở vô. Chứ 8 giờ sáng ngày mai á mình mới bay, mà giờ này bên đây ở bên Mã Lai mới có khoảng 5 giờ chiều à, thì còn một cái buổi rất là dài luôn. Vì vậy mà Tuyền đi ra ngoài bây giờ. Thì mời quý vị cùng đi bên ngoài của phía phi trường Kuala Lumpur mình xem thử thì như thế nào quý vị nhé. Đến đây mà tìm thấy hành lý nè, họ để quá trời nè. Ở đây nè Linh.
chắc có những chuyến bay mà họ để hành lý sao nó xuất ở đây nè. Đây là phía bên ngoài mà từ ở trong phi trường Malaysia mình đi ra. Tại vì bữa nãy từ với Berlin dự định là hai mẹ con sẽ đi ra ngoài để mà một vòng ở ngoài chơi. Và cuối cùng mới nghĩ là mình ra ngoài họ sẽ kiểm tra vali một lần nữa. Nhưng mà sau đó Berlin nghĩ ra mình, họ nói là tôi chỉ đi ra ngoài rồi đi chở vô. Thành ra là mình đi một cái lối khác, mình không có phải kiểm tra bên đây. Đây là cái nơi mà đón nè, đón người thân của mình nè. Đón người thân của mình mà đứng ở trong đây, cái mái nhà cũng rất là ấm áp, mát mẻ, không có phải ngoài trời mưa gió. Đây là phía bên ngoài của phi trường Kuala Lumpur. Từ mấy cháu Linh từ ở trong đây mới đi ra. Mà cháu Linh nó muốn đi ra ngoài á, xem ở phía bên ngoài tí xíu. Có mái che nè. Mà nóng, nó không thấy bước qua nóng quá. Từ nghĩ ngày mai mà về đến Việt Nam chắc thời tiết cũng nóng lắm á. Lần này là hoàn toàn Tuyền với cháu Linh là dành bất ngờ cho ba mẹ ở Việt Nam, cũng như là anh Việt cũng vậy. Ở gia đình chưa hề hay biết gì hết đó quý vị. Đây là phía trước của phi trường Malaysia. Trước dạ. Hồi nãy là máy bay đậu đâu tức ngoài đó đó quý vị. Tức ngoài xa đó, tại bữa nãy tìm thấy cái cột này ngoài kia nè. Rồi sau đó mình đi xe buýt, hình như xe buýt chở vô đâu đây nè. Đó. Ở ngoài này mình thấy xe taxi rất là nhiều. Hiện tại cũng hơn 5 giờ chiều ở bên Malaysia. Malaysia đi trước ở bên Việt Nam mình 1 tiếng. Ngày mai 8 giờ Tuyền với cháu Linh lên máy bay đi về Việt Nam là 10 giờ sáng ở bên Việt Nam. Hai mẹ con ngồi trên ghế này, Linh thì ngồi, Tuyền thì nằm ngủ cũng một giấc nho nhỏ ngay ngắn thôi. Bây giờ còn 2 tiếng nữa mới đi vào trong. Mà chuyến bay là 8 giờ 55 phút sáng ở bên Malay là bắt đầu máy bay cất cánh. Về tới bên Việt Nam là 10 giờ. Bây giờ Tuyền với cháu Linh hai mẹ con đi một vòng nho nhỏ ở đây để cho nó cái thời gian nó đi lẹ hơn. Rồi bây giờ mình đi vòng vòng một đoạn nữa, Tuyền qua bên kia Tuyền quay hình con rồng bên đó kìa. Họ trang trí con rồng bên kia kìa. Tuyền với cháu Linh đã lên tới tầng 5 rồi. Tại vì cháu Linh nói nếu mà mình đi ra ngoài phố đó thì mình đi một cái đoạn đường rất là xa. Và cái thứ hai đó, mình không có đổi tiền Mã Lai á, thành ra ra đó ăn với tiền Euro so qua tiền Mã Lai nó cũng khó nữa. Vì vậy mà thôi, Tuyền với cháu Linh quyết định là đi trở lại vô trong này. Mình đi một vòng đây mình chơi rồi đến khi buồn ngủ mình ngủ, rồi sáng mai mình check in mình về lại Việt Nam. Trước mặt của Tuyền có một cái nhà hàng Yummy Oliver, là giống như của cái anh chàng Yummy mà ở bên Anh Quốc á. Không biết phải chi nhánh hồi nãy không biết. Đây là trên tầng 5. Trong khi ngồi chợ ở đây thì Tuyền với cháu Linh ghé đây uống nước và ăn. Thì cháu Linh ở đây cũng rẻ lắm mẹ. Cái tiệm, cái thương hiệu thì rất là lớn nha, Yummy Oliver, nhưng mà họ bán giá rất là được luôn. Hết cái này Linh mua mới nãy nhiêu nhiêu Linh? 10 đồng. Có 10 euro rồi quý vị. 10 euro cho hết cái này. Đó. Một ly nước nữa. Rồi tiền có một cái ly nước này, một chai nước này 5 đồng. Ly nước đó nhiêu Linh? Không, hai cái 5 đồng. Ồ, hai cái 5 đồng. Tất cả này là 15 đồng. Dạ, tất cả cái này là có 15 euro thôi quý vị. Rất là rẻ luôn. Ở tại phi trường Malaysia. Thì cái hành trình ngày hôm nay Tuyền với cháu Linh về Việt Nam ăn Tết cùng với ba mẹ là sau 18 cái Tết, là tất cả hoàn toàn dành bất ngờ cho ba mẹ Tuyền hết. Từ trong nhà của Tuyền không hề ai hay biết hết. Chỉ có một gia đình duy nhất biết là hai gia đình, là gia đình cháu Thủy Nhật và gia đình của cháu Dương ở ngoài Hải Phòng là biết cái hành trình này của hai mẹ con thôi. Ngoài ra là Tuyền hoàn toàn bí mật hết. Cứ mỗi lần nói đến là tự nhiên cảm thấy Tuyền bị xúc động. Cái hành trình này hai mẹ con đi là từ ở Amsterdam bay qua bên Malaysia là 12 tiếng. Chờ ở đây 17 tiếng 20 phút nữa là 29 tiếng 20 phút. Sau đó ngày mai từ với cháu Linh bay về bên Việt Nam
2 tiếng nữa là tổng cộng là 31 tiếng rưỡi. Gần 31 tiếng rưỡi quý vị. À, mình thấy một nhóm người này của người Mã Lai. Không biết là đám cưới hay gì mà họ mặc cái bộ đồ quá đẹp luôn. Bây giờ tiền chọn một cái băng ghế này, tiền nằm, tiền chờ. Còn khoảng 5 tiếng nữa mình mới vô trong đây để mà mình đi xuống dưới đây mình check in. Tại vì tiền gạt cái thẻ đi ra ngoài á, xong bây giờ mình đi vô mình phải check in lại từ buổi ban đầu. Phi trường Malaysia lúc 4 giờ rưỡi sáng thì chuyến bay tiền với cháu